Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hệ thống hạ tầng nhiều nơi trên địa bàn nội ô thành phố Bạc Liêu được các ngành chức năng quan tâm đầu tư, đặc biệt các công trình như công viên, công trình kiến trúc văn hóa, lịch sử, vỉa hè đi bộ, hệ thống cây xanh được đầu tư nâng cấp đã mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ tạo sự thông thoáng, thu hút người dân tập thể dục mà còn tạo mỹ quan cho bộ mặt đô thị. Tuy vậy, thời gian qua cũng có một số công trình do thiếu sự quan tâm chăm sóc bảo vệ thường xuyên đã dẫn đến bị xuống cấp hư hỏng, làm mất vẻ mỹ quan cho bộ mặt đô thị của thành phố. Tiết mục Góc nhìn đô thị hôm nay sẽ phản ánh cụ thể hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với sự quan tâm đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và của tỉnh, hệ thống hạ tầng cây xanh, vỉa hè, khuôn viên quảng trường, các công trình kiến trúc văn hóa lịch sử trên địa bàn nội ô thành phố ngày càng khẳng định được điểm nhấn đặc trưng và tạo mỹ quan đô thị cho thành phố Bạc Liêu, nhất là những khu vực nội ô, khu vực trung tâm của thành phố. Điển hình là các tuyến đường kiểu mẫu của thành phố. Những con đường này luôn có vỉa hè rộng thoáng dành cho người dân đi bộ thể dục mỗi ngày, cùng những hàng cây xanh thẳng tắp tạo nên điểm nhấn cho du khách mỗi khi đến Bạc Liêu. Không chỉ là nơi trưng bày những biểu tượng văn hóa, quảng trường Hùng Vương còn là địa điểm để người dân đến vui chơi, vừa hít thở không khí trong lành, vừa tham gia sinh hoạt cộng đồng. Đây là một trong những điểm du lịch tiêu biểu ở đồng bằng sông Cửu Long tại Bạc Liêu. Nơi đây không chỉ có quảng trường rộng rãi, cây xanh được chăm sóc tốt, mà còn gắn với các công trình mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt như tượng đài Mậu Thân, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cứ mỗi buổi chiều, vỉa hè của các tuyến đường khu vực này cùng với quảng trường Hùng Vương là nơi thu hút khá đông người dân thành phố và du khách tản bộ thư giãn. Những điểm nhấn nơi đây luôn để lại ấn tượng đẹp cho du khách mỗi khi có dịp đi qua. Tuy vậy, thời gian gần đây, do sự thiếu quan tâm thường xuyên nên có một số hạng mục công trình xuống cấp. Cụ thể như tại khu vực vành đai của quảng trường Hùng Vương, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, một công trình mang tầm dốc, một quần thể khối kiến trúc nghệ thuật đặt trong một khuôn viên rộng với nhiều cây xanh hoa cảnh. Đây là nơi để các thế hệ người Bạc Liêu đến viếng thắp hương nhằm tỏ lòng thành kính, tri ân với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước, cho cuộc sống hòa bình hôm nay. Thế nhưng các thanh sắt của hàng rào bảo vệ khuôn viên thời gian gần đây đã bị tháo gỡ, chỉ còn trơ trụi những cọc bê tông trông rất phản cảm. Cùng với đó, nhiều nắp đậy cống thoát nước cũng bị đánh cắp và cây xanh cũng không được cắt tỉa đàng hoàng. Một số người thường xuyên tản bộ tập thể dục cho biết, khi đi qua khu vực này, họ thường thấy một số đối tượng đập phá hàng rào, tháo gỡ các thanh bằng sắt và khênh cả nắp cống để mang đi bán phế liệu. Qua tiết mục Góc nhìn đô thị, rất mong đơn vị được giao quản lý khuôn viên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cần sớm quan tâm rà soát kiểm tra để có giải pháp bảo vệ, khắc phục và xử lý tình trạng chưa đẹp mắt này. Có như vậy, quảng trường Hùng Vương và các công trình phụ mới thật sự là điểm đến hấp dẫn cho du khách.